Xin chào cả nhà. Đây là ca lấy nhân mụn vừa xong của bé học lớp 8. Mụn này là mụn do mụn nổi tiết tố cả nhà nha, mụn dậy thì nha. Cái này là bé này cũng nổi khá lâu rồi nè. Cả nhà mình phụ huynh nào có con em có chút đỉnh thì nên đi trị sớm ha. Để lâu nặng các bé hơi đau. Nhưng mà đặc biệt đến với cô Thấm là 100% không để lại sẹo, không để lại tì vết nha. Thương hiệu trị mụn nổi tiếng hơn 20 năm. Khách hàng gần xa đã quá biết rồi nha cả nhà nha. Mình luôn ở đây để cho phụ huynh xem. Đây là chỉ mới lấy nhân ra thôi, mà tí xíu mình sẽ tiến hành các công đoạn diệt khuẩn, chiếu ánh sáng xanh lên da. Nè, mình quay sát lên cho cả nhà xem nè. Còi mụn rất là to. Như thế này mà cứ bôi thuốc, xức thuốc hoài thì sẽ không có lấy được cái nhân ra. Lâu ngày lâu tháng sẽ bị để lại sẹo rỗ cả nhà nha. Còn nếu như mà điều trị uống thuốc trong 2 năm thì cũng sẽ không bị sẹo, nhưng mà không hết gốc, nó vẫn luồn ở da mình, ở vị trí này, ở vị trí khác thôi. Và cảm ơn cả nhà đã theo dõi ha.